mọi người, và tiếp tục là hành trình Hòa Minh Đồng Ba sẽ đến đây thăm một cụ già mà nó bị mù á. Em gái vừa qua nó giới thiệu mình đi luôn. Cụ này hôm trước con có vô rồi phải không, nhưng mà con thấy chó nhiều quá con dám vô, con kêu mấy đứa này là khỏe không? Vừa rồi mấy con chó ngồi kế bên đâu rồi? Hả hả? Chào bà. Đứa này hả? Con hả? Đứa. Con ở ngoài Sa Đéc. Nghe bà ở đây khó khăn quá, vô thăm. Để mai mốt có cần hỗ trợ gì nữa không, con hỗ trợ cho. Con nha. Thì con đi ghé qua bên thăm nhà em cha thằng cháu bên đây nè. Nó giới thiệu ở đây, nói bà khó khăn gì mù ngồi đây nè phải không? Rồi, kinh tế sao ổn định không, cần gạo cần gì không để con giúp đỡ. Được, cần gạo. Xuất ra để cho bà nó nhỏ, bà nó nhỏ nghe đó. Không khổ. Vậy đó hả? Hiện tại gì bà lấy trường cơm. Bà thiếu thốn cái gì như thế nào bà cứ tâm sự thật lòng với con đi, rồi mai mốt có là con sẽ hỗ trợ giúp cho bà. Ha. Dạ. Bà tắt cái loa con tí xíu đi. Bà tắt cái loa. Quay cho bình thường. Trời, vậy là nhớ địa điểm chỗ đó gì đâu phải ha. Ngồi tối ngày chú ơi. Dạ. Xin phép nha. Dạ. Bà tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? 67 tuổi. Dạ. Nhớ thì bạch. Dạ hả? Ừ. Con cái thì sao? Con cái thằng ấy hối luôn hồi bệnh viện sẽ về, nó có về các bạn. Rồi có gửi tiền gì cho bà không? Không. Nó không có tiền, nó sống à. À, tức như là vậy là cũng dạng là công nhân rồi. Dạ. Công nhân bị nhốt cách ly là không có tiền nhiều rồi ha. Rồi ăn uống làm sao? Ăn uống một bữa thì nửa tiếng cơm. Tất nhiên là ăn không được hay là không có cơm ăn? Ăn không được chứ cơm không có. Gạo cũng có bình thường ha? Cũng có bình thường. Nhưng mà tại ăn không được mà, nguyên nhân là ăn không được. Nguyên nhân là ăn không được. Nửa chú giúp đỡ rồi, tôi cảm ơn. Rồi hỏi tại sao bà ngày bà ăn có một chén cơm hả? Ăn đồ ăn không có tiền ngon à, tất nhiên là ăn không ngon là không ăn chứ không phải là bị bệnh gì trong bao tử hết đúng không? À vậy đâu con mới hiểu là hồi chiều nay có gì ăn không? Có gì đâu, nước mắm. Thấy con cá lóc kiến rồi kìa. Ừ. Vậy ở đây bên đây là sao? Bên đây là cháu này, bên đây là chú đây là sao? À, chào cô bác ơi. Chồng đó hả? Giờ hiện tại là có hai vợ chồng ở chung hả? Ừ. Dạ, ông có làm gì cho tiền không? Trời ơi, bệnh mấy hôm nay mình chết luôn, làm gì nữa. Ở đây được cái phong cảnh vô là mát hả? Mát quá trời luôn. Mà trước có mòn nữa rồi, xi măng nó ngã nó rè xẹp hết mấy mát giống mấy năm nay đâu có làm gì nữa. Vậy đó hả? Ừ. Ông tên gì? Nghe tôi đó. Dạ. Trần Vũ Nhão. Bao nhiêu tuổi rồi? 64. Ở đây mình đã là ở xã nào cho ấp xã nào xã nào nhau? Này là xã Tân Bình, ấp Phú An. Ấp Phú An, xã Tân Bình ha. Ừ. Số nhà không có ha? Số nhà chưa. Để nhiều khi có những cái người hảo tâm người ta hỏi để người ta biết cái là người ta vô giúp ông thì con giới thiệu chứ không gì. Chứ không phải là điều tra gì cả. Nhiều khi mà người ta thấy ông này cụ này ở đâu con muốn vô giúp thì con phải chỉ địa điểm được. Phải không? Bởi hồi nãy em kế kia con cũng xin số điện thoại là vậy đó. Ấp Phú An, xã Tân Bình. Dạ. Cô vô nhà hỏi nhà ông gì? Nhà Trần Nhân Nhạo. À vậy đó ha. Dạ. Thì vô có vô đây là bên Thủy rồi qua đây gì dạ. bên đó. Thì con cũng vô đây mấy lần rồi đó. Ừ. Con vô đây cũng mấy lần chứ không phải là một lần, nhưng mà vô đi chung với nhóm. Ừ. Hôm nay con mới đi riêng. Cái số nhà đóng nó rồi, kề rồi mà sao nó chưa gắn không? Dạ. Ở đây mình đã là đất nhà mình hả? Có cái nền nhà không à? Cũng đỡ, cũng cái nhà đất của người ta không à? Dạ. Ở đây mình có, đúng rồi nè, ở đây có mấy cái mộ, mà không có cái nghe sẵn như sao. Đất của người ta, mộ của người ta, mình chưa có đó. Vậy mỗi ngày kinh tế mình ăn uống làm sao ta? Gạo sao mua hả? Mình mua chứ làm sao, hai chồng nhím nhút ăn. Rồi tiền lấy, làm nó ra tiền. Thì bởi vậy. Người này cho ba cái, kia cho ba cái. Ở đây có mạnh thường quân tôi vô cho không? Có. Tôi biết khó khăn tôi vô cho ha. Có. À, cũng đỡ. Có người ta cho chứ. Dạ. Vậy cũng đỡ đấy, người biết người tí là cũng đỡ. Như bả rồi cũng nhà nước cũng phát một tháng cũng được 400 ngàn. Dạ. Mắm dầu lửa rồi. Dạ, cũng
thăm hỏi gia đình ha. Dạ. Con chúc ông bà nhiều sức khỏe. Thì cũng hôm nay thì con hữu duyên con gửi. Con liền xì 200 ngàn chị nay mua gì ăn nha. Dạ, cũng rồi chú à. Dạ. Con liền xì 200 ngàn chị nay chút xíu không đưa. Dạ. Con có vô bà rồi đó, mà tại vì con ít nói chuyện lúc trước con vô với mấy cô con gái á. Dạ. Cũng có vô đây. Dạ. Dạ. Để đây cho bà 200 ngàn. À, bữa nay là con bình thường là con sẽ có gạo nữa. Con xin lỗi là tại vì con đi đây là hết gạo rồi. Thì cũng 200 ngàn cái gạo, 1 ký gạo. Nhưng mà bây giờ là có 200 ngàn thôi. Thì khi nào con đến đây nữa con thăm thằng cháu bên kia. Ờ, với thằng gì kêu chị em tên gì bên đây. Ờ, con Mẫn đó. Con Mẫn kế bên thì con đem gạo, thì con đem gạo cho bà luôn. Hôm nay cầm đỡ giùm con 200 ngàn nha. Đúng rồi con. Dạ. Đúng rồi nha. Dạ 200 ngàn có nhiêu đâu mà, cố gắng giữ sức khỏe nha. Thì chắc ít bữa nó vô nữa gì. Mừng quá. Với rằm con cũng đi nè. Đi hết rằm món gạo rồi cho 200 ngàn có nhiêu mà mừng, ăn được mấy bữa. 200 ngàn người ta ra người ta ăn chưa đủ một bữa ăn sáng nữa. Thôi tụi ăn quá à, tiền đâu ăn khổ lắm. Con một ngày bữa ăn sáng có 300 ngàn. Thôi. Thiệt. Tao đang dùng từng lễ á. Vậy đó hả? Ừ. Trời đất ơi. Vậy chắc bữa nay ít bữa chứ không nghỉ ăn sáng quá. Thôi ăn quá. Một ngày thì con ăn. Sáng là ăn sáng 200 ngàn. Ơi, buổi quá tối à. Buổi tối nhậu là 1 triệu. Tụi ăn quá trời. Thiệt. Là một ngày con cơ bản là 1 triệu 200 ngàn. Sáng ăn sáng chiều nhậu là 1 triệu 200 ngàn. Ăn quá rồi. Bởi bán mấy cái nhà rồi. Rồi đó vậy cho chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con ơi. Dạ rồi ít hôm rồi con đi vô đây nghe con với em con sáng mang gạo cho bà. Thì con hỏi thiệt lòng này nha. Có nhiều người cho gạo bà không? Cũng có đủ ăn hay là dư hay là thiếu nha? Thiếu là 5 ký một tháng à. Ví dụ như có cấp dưỡng cho bà hàng tháng gạo này kia kia nội bà có người nào cấp không? Không có cái ông ăn mút đó mà một tháng chục ký đâu có đủ à. Ổng đâu có đủ có mình tôi à đâu mà nóng. Vậy bà được nhà nước cấp một tháng chục ký ha? Có từ thiện á. Mạnh đừng quên vậy nè. Cấp cho chứ. À, có họ có đúng giờ đúng giấc gì không? Không có cái có hay không nữa. À đúng rồi đó là rảnh rảnh giống như con vậy ha. Dạ. Hậu duyên gặp vô gặp không? À, gặp cho à. Gặp chơi ha. Không. Dạ. Bà bị nguyên nhân là bà bị mù vậy? Hồi đó bà mổ muốt rồi. Bị mổ rồi. Giết sơn chứ không có tiền luôn à. Mổ không bố rồi bị muốt hai đường luôn. Ờ. Bệnh lạ gì trời. Mổ thì rét. Hồi đó con mổ ngoài xe đét á. Dạ. Rồi giết rồi sao từ từ mù luôn á. Gần 10 năm rồi, cả 10 năm rồi đó. 10 năm rồi đó hả? Ờ. Mới đầu ở đâu có còn nguyên nhẹn thấy đường đàng hoàng chứ rồi có bú cổ đó, ra phải mổ. Dạ, ông ra thành ổng mổ đó. Ông ra thành xương xe đét đó. Đây là chỗ nấu ăn của ông đúng không ông? Ờ. Cái chòi đây là để nấu để ông đi lấy gỗ lấy ấy là ăn đó hả? Nấu ăn đó hả? Ừ. Rồi xe này bán nhiêu? Hả? Bán đi bộ hả? Bán ăn mua. Bán đi bộ hả? Ủa tôi bán không mua. Thì thì như quý mạnh thường quân đã thấy hồi Minh Đồ Ba vừa tiếp chuyện với ông bà với cuộc sống ông bà thì cũng khó khăn nhưng mà cùng cái tinh thần sống của ông bà cũng rất là mạnh mẽ ha mọi người. Nên hy vọng là Hòa Minh Đồ Ba xem xét hoàn cảnh này thì sau này có thể là nhờ quý mạnh thường quân cũng như anh chị em cũng như là Hòa Minh Đồ Ba sẽ cố gắng một phần nào đó trích quỹ từ thiện ra. Thì cũng như mọi khi Hòa Minh đã nói là hàng tháng là không chắc đúng giờ đúng ngày, nhưng mà có thể là khi mà công tác thiện nguyện đi đến hướng này đường này là Hòa Minh Đồ Ba sẽ ghé đến đây và tặng gạo gia vị cũng như là tiền mặt cho ông bà để hữu duyên giúp đỡ cho ông bà qua cuộc sống khó khăn như thế này. Thì hy vọng là quý mạnh thường quân cũng chấp nhận những cái hoàn cảnh này. Nếu mà Hoàng Thần Quân có cấp dưỡng đồ này đi nhận ha. Dạ. Thì con dường như con đi nhiều chuyến tuyến lắm. Dạ. Dường như đi tuyến này mà nếu mà mình đi cái tuyến này là mình chắc chắn mình sẽ nhớ được cái hoàn cảnh này và đưa cái hoàn cảnh là ưu tiên là vậy. Chứ mà tại vì tụi con không phải có công ăn việc làm. Nhưng mà khi mà mình đi ngay cái tuyến đường này là con A ông bà ông này nè. Chứ bên kia là phải có phần là con sẽ sắp xếp cho ông bà luôn nha. Dạ. Dạ con cũng cố gắng giúp ông như vậy. Dạ. Đúng rồi con. Dạ, vậy tính xác con về. Ủa đâu cũng đây, ngủ đây luôn. Ừ, ngủ chung nhà. Nhà. Dạ. Nhưng mà con thấy nhà cũng mát quá trời luôn à. Không mát. Con chó sợ đóng cửa thì. Dạ. Vậy thôi ông con về ha. Dạ. Rồi xin chào tất cả mọi người, mình cũng kết thúc cuộc hành trình đây luôn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.